2.750 học sinh ở tỉnh Thái Bình bị sai điểm thi vào lớp 10 do ghép phát nhầm. Trong đó, 252 em từ trượt thành đậu công lập. Số thí sinh từ đậu thành trượt là 243 em. Liên quan tới sai sót này, hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả thanh tra. Qua đó, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã gửi lời xin lỗi và công bố phương án khắc phục sự cố. Theo đại diện thanh tra tỉnh Thái Bình, trong đợt thi lớp 10 này, toàn tỉnh có gần 3.000 bài thi bị lệch phách, làm sai điểm của 2.750 thí sinh. Từ sai sót này dẫn đến gần 1.400 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, khoảng 1.400 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố. Hậu quả, theo điểm chuẩn mới có 237 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến các em học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân về những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Về phía ngành giáo dục đào tạo, chúng tôi thấy rằng những sai sót trên nguyên nhân là từ khâu hồi phách và chúng tôi khẳng định rằng những sai sót đó không có yếu tố tiêu cực. Để khắc phục sai sót, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã công bố bảng điểm của thí sinh sau rà soát lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp vào sáng hôm qua 20 tháng 8. Cùng với đó là tổ chức cho học sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 và cho học sinh tiếp tục nộp đơn phúc khảo và chấm thi phúc khảo lần 2 nếu học sinh có nhu cầu. Sở cũng sẽ tổ chức gặp mặt các em học sinh đã được công nhận trúng tuyển lần trước và nay không trúng tuyển để động viên và hướng dẫn các em đăng ký vào học tập tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện thành phố và các trường nghề trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tất cả các em đều có quyền được đến trường.